Ok, hôm nay anh em, hôm nay cũng khá trễ rồi. Do bận công việc một tí nên giờ chán vô game luôn. Chúng ta lại tiếp tục let's cool thôi. Lần này tôi sẽ cố gắng nâng cấp thêm một số cái phòng ban nữa, cải thiện lại mà mấy cái phòng học ban đầu của mình. Do học viên bây giờ của mình nó phát triển nhiều quá rồi đó, nên mấy cái chỗ ngồi trong lớp thì nó cũng hạn hẹp hơn, nó cũng ít thôi. Tải trò chơi nè, xếp nè, tải trò chơi. Lần trước thì chúng ta mới kết thúc năm học hay gì đó, chuẩn bị qua năm học mới hay gì à, cũng được mấy tuần rồi. Sao dự kiến thi rớt gì nè? Đâu có ai thi rớt đâu. Bây giờ nghiên cứu của mình thì nó lại báo là không đủ, trong khi tôi với 703 nữa. Mấy cái này nó khá là nhẹ nhàng mà ta. Tôi đang nghiên cứu môn nghệ thuật, điểm khuyến nghị của nó là 500 mà mình tới 703 nữa nè. Nhưng mà có thể tôi sẽ cải thiện thêm một số cái phòng nữa, phòng nghiên cứu nữa. Bây giờ ở đây vẫn thỏa mãn, nhân tài mình coi tuyển dụng thôi. 93 lương giáo viên tự nhiên, 93 giáo viên tự nhiên mà 93 hả? 93 thì cũng thuộc dạng cao thôi, nhưng mà hiện tại mình cũng đang khá là cao rồi, nên 93 thì có thể thay giáo viên này. Giáo viên này có 67 thôi, lương mỗi ngày là 500, giáo viên này 700, 93 cũng khá là cao á. Lấy về thì mình có thể đi giảng dạy được luôn. Rồi lấy đây, cho thanh niên này bay màu. Chỉ số thấp quá nên đành chịu thôi. Tạm biệt. Bây giờ 93, 95 này thì chưa đứng lớp được, 95 này chưa đứng lớp được. Đây, 93 này đứng lớp được nè. Thanh niên này 105 luôn á hả? 108 luôn á. Lớp này lớp 13 là dạy gì ta? Dạy nghệ thuật gì? Lấy thanh niên này đi. Thanh niên này dạy nghệ thuật đưa vô đây là đúng bài luôn á. Còn giáo viên tự nhiên này chắc tôi sẽ cho vô một cái phòng ban nghiên cứu mới. Tôi dự tính thêm một cái phòng ban nghiên cứu nữa để đẩy nhanh cái tiến trình lên. Trước mắt thì chúng ta phải mở rộng cái phòng tin học này ra đã. Tôi không biết có đủ vị trí để mình mở không nè. Không có thì tôi sẽ dời qua đây. Tôi sẽ dời qua chỗ này. Tôi dời qua luôn đi. Cái cửa ra vào ở đâu ta? Trời ơi, tường lún lõm quá. Thêm mô đi. Kích thước nó tới 999 nữa, thoải mái luôn. Rồi bây giờ mình sẽ xây một số thứ vô bàn giáo viên. Bàn giáo viên có một cái mà ta xây được hai cái luôn hả? Bàn giáo viên hai cái đặt được hai cái thì tôi sẽ đặt cả hai luôn. Theo bóng đèn thì chắc trời vô đến giữa này. Rồi ok. Cái này màn hình máy tính cỡ lớn để giảng dạy là mình có một cái nè. Đặt đây này, một cái. Tiếp theo là chỗ học 4 người. Mình có nên xếp khéo khéo lại để lấy thêm không? 16 này thì chưa đủ đâu. Lớp mình rất là đông. Như thế này vẫn thiếu nè. Vậy không lẽ phải mở ra một ô nữa hả ta? Mở ra một ô nữa thì nó hơi xấu. Kệ, có gì tí nữa tôi gom mấy cái này bớt lại một ô. Cố gắng thôi. Cố gắng gom mấy cái này bớt lại một ô. Khó nha.
Như cái này gom được nè, cái này được nè, còn cái này hơi khó. Xây lại cái cửa, cửa ngay đây, rồi xây lại mấy cái độc nhất này. Đầu tiên là cái bảng dạy học, cái bảng này 4 ô nữa hả ta, 4 ô cái lắp đại đây đây. Lắp 4 mấy cái máy chiếu vô xong. Cái này mát rồi thì bán bớt mấy cái này đi, bán bớt nó lại thiếu à, thiếu 11 điểm. Thiếu 6 điểm nữa, 6 điểm mình vô trang trí dán cái áp phích đi cho nó đẹp. Đây áp phích đây, rồi ok, rồi đi một phòng tới bên này rút gọn đây một cái nữa, dời qua một ô. Cái này mình sẽ lắp cái ghế này, cái cửa, cửa vẫn như cũ thôi, thêm một cái ghế nữa là đủ. Đây rồi ok, tiếp theo phòng này tỉa lại một ô nữa. Phòng này thì khá đơn giản luôn, kéo lại ô cái mà xong, đặt cái cửa vào nữa, dẫn level 3 ok, ổn hết rồi. Bây giờ cải thiện phòng sinh học là phải rất nhiều ghế, nhiều quán net đi ha, mình phải tối ưu được cái diện tích. X 12 là của 49 94 36 đủ một lớp mình đây, nhưng mà nó tăng lên level 4, tăng được một level nữa thì ngon á. Cái bàn giáo viên này để tôi coi là kỹ này, vô chỉnh sửa đây. Cái bàn giáo viên không tác dụng gì cả nên để một cái thôi, mấy cái này cũng không tác dụng gì luôn, nhưng mà nó thiếu tới 100 điểm nữa nên chỉ có thể trang trí đưa lên thôi. Mình có thể farm cái này nè, farm cái này cái có 8 mà. Một cái chỉ có 8 thôi thì không đủ, nó tới 100 điểm rồi, nó tới 200 điểm rồi nên không có đường nào đủ đâu. Tạm thời chúng ta để vậy nha. Rồi, tôi sẽ đục cái sàn chỗ này cho nó nhìn xuống dưới cho nó đẹp đẽ thích. Và bấm vô đây. Nội thất. Cột trụ khác, cầu thang. Xây dựng. Đục sàn. Đó. Thêm môn đó, trên này cũng vậy luôn, mình có cái lỗ mình nhìn xuống là nhìn nó rất là chuyên nghiệp nha. Chứ xây mà tù túng quá thì cũng không đẹp. Rồi ok, tí nữa tôi cho một lớp ở đây,
Còn phòng tin học mình bây giờ ok rồi, nghiệp chiếu phim phòng này ok ok hết, 2 4 6 12 13 26 chỗ mà hơi ít. Cấp 3 cũng được rồi, 26 chỗ mà lớp mình bây giờ toàn ba mấy không thấy gì à? Tôi kỹ đây, lớp này 36, 36 chết rồi. Ba mươi sáu là mình phải cải thiện đấy, giờ cái này qua đây cái đây, cái này 9 18, 9 nhân 4 36 vừa đủ luôn. Ok, còn cái phòng này, phòng này phải làm sao cho nó lên đủ. Ok, xong cái bảng. Bảng này nó dính tường quá không ngon. Bàn giáo viên. Cửa này đến giữa này. Bàn giáo viên để ở đây. Rồi, mình sẽ farm cái này 2 chỗ. Lớp mình là 36, mình phải cần 18 cái bàn như thế này. 2, 4, 6. 6x3, 18 là vừa. Rồi, bàn đây. Mình còn thiếu 2 điểm nữa. 2 điểm nữa thì cái này. Còn cái này có rồi. 3 điểm rồi. Rồi, quá chuẩn chỉ luôn. Thậm chí mình cho thêm một cái nó dọn vệ sinh trong này nữa. Ok hết rồi đó. Bây giờ mình thanh lý cái phòng cũ này. Mình clone thằng này ra. Không vừa chỗ này rồi. Dời thằng này xuống. Thằng này xuống vẫn thiếu một ô hết ta. Cái gì mình mở rộng cái trạm y tế này ra. Mở rộng cái phòng này ra nữa. Phòng này là phòng mỹ thuật hả? Giờ này xuống, lắp vô ngay đây luôn nè. Sao vậy? Sao nó bị có vật cản là sao? Làm gì có vật cản ở đâu? À, thiệt tình. Đó. Bây giờ cà lon phòng này ra nữa. Ngon. Bây giờ phòng này bao nhiêu ghế ta?
chỗ này 6, 6 x 5 30, thêm một bàn nữa, 2 4 6 vừa đủ 36 này. Thôi không cần nữa đâu, không cần, phòng này là ok đó. Có điều chỉ số này hơi thấp đó, nhưng mà đủ 36 chỗ ngồi rồi. Mình cố gắng nâng nó lên level 3 thôi. Ai cái bảng đen rồi đây. Thay cái kệ sách cùi bắp rồi lúc. Mấy cái kệ này thì nó không tăng điểm. Hiện tại mình thiếu khoảng 40 điểm nữa. Bên trang trí mình farm 2-3 cái mà bức tranh ở đây. Đây nè. 1. Đi dời qua. 30 điểm nữa hả? Mấy cái kệ sách này nó có tăng cái gì không ta? Không. Thiếu 3 điểm nữa, 3 điểm nữa thì dễ dàng rồi. Lộn bấm lộn. Rồi, ngay quay lại cho nó cùng chiều hết, ok đó. Đã đạt cấp tối đa. Xây thêm một cái vệ sinh cho tụi nó ý thức một tí. Rồi, ok. Này đặt con đây đi. Hai này dời qua. Tiếp game cái để nó gáp cho là báo đời luôn, lui trò chơi. Game này nó nghiện phết, nhìn xây dựng mà mình tối ưu quy trình như thế này. Phòng này bao nhiêu, một người hiện tại mới chỉ có 6 người thôi đó, farm lên. Farm như thế này mà nó vẫn level 2 thì khó nha. Tượng thịt cao cộng 5. Đủ chứa đồ cộng 2. Tượng thịt cao này mình có chưa có cái nào trong này cái gì hả? À có rồi. Có mà hơi ít. Đây, tôi sẽ nghiên cứu làm cái phòng đó lại. Ok. Bây giờ sao giáo viên y tế anh y tá ở đây ta? Mấy cái này 92, 89, cái này có 3 điểm thôi. 84. Cái thùng rác vớ vẩn. Nhầm. 2 4 5 khuyên đi. 6 x 4 là 24 thôi.
Mình tới 36 nữa. Mình tới 36 học sinh một lớp nữa. 2, 4, 5, 7, 5, 30, đủ rồi đó. Mấy cái này bán bớt đi, giữ lại mỗi loại một cái thôi. Có gì tí nữa mình tính sau. Tĩnh vật mình phải có 3 cái nè. Tĩnh vật, tượng hạch cao. 1. Tượng hạch cao là điểm cao nhất. Hai cái tượng hạch cao điểm cao nhất. Còn thiếu 35 điểm. Cái tủ này 2, cái này 2, cái này 3, bàn đựng màu vẽ 3. Cái bảng đen này thay luôn. Đây cái bảng đen đây, không có bàn giáo viên hết đó. Phòng này hình như còn thiếu máy lạnh nữa nè. Thiếu máy lạnh. Nhiệt độ. Rồi vệ sinh luôn. Sau đó thì ở đây farm thêm một số cái nữa là đủ. Còn có 8 điểm nữa thôi. Hai điểm nữa, hai điểm nữa mình nên đặt cái gì bây giờ? Cái này. Rồi, ok hết đó. Xếp game cái nữa. Cái này là cái gì ta? Không đủ giá đựng hộp cơm chưa? Rồi, ok. Giá đựng hộp cơm chưa đây. Chéo đây cũng được hả? Chéo bên để ô lọ được không? Phòng bảo vệ treo dãy luôn. Mỗi cái này là mình chứa được 5 cộng 5 cũng được. Mấy cái này thì cũng tương đối dễ mà. Đặt ngay mấy cái lớp học là được. Rồi ngay căng tin đi. Bây giờ cái này mình có nên nâng nó không? 20 sửa luôn đi, coi cải thiện được cái gì. Bàn tư vấn bình thường. Mấy cái bàn này mình chỉ được đặt một cái thôi. Trên cho 120 cộng 3 cộng 3 của bạn này được đặt nhiều cái này hả? Được có hai cái thôi. Giường thì mình thăm thoải mái. Bây giờ giường bệnh như thế này là ổn rồi nè. Sao ông này ngột gì? Rồi, bây giờ farm một số cái trang trí nữa là đủ.
Cái này là 10 giá 1.000. Còn cái này 750 giá là 8. Nhưng mà nó một ô. Ba cái là đủ. Rồi 1, 2, 3 ha. Ok, phòng này. Phòng này vui luôn rồi. Ok, đó. Tiếp theo là tôi cần phải cải thiện cái phòng nghiên cứu rồi nè. Phòng này cũng cần nữa. Phòng quản lý này phải lên 3 sao mới được. Môi trường cộng 10 trên 40 môi trường là sao đó? Không hiểu lắm. Phòng này mà lên thì phải dời phòng này đi. Phòng này là phòng gì đây? Cũng phòng quản lý luôn. Phòng quản lý. 4 phòng này đều là phòng quản lý cả. Nếu dời 4 phòng quản lý thì dời đi đâu? Trời ơi, nó dời. Dời khiếp luôn. Có khi dời lên lầu 3 luôn á. Có cái cầu thang ở đây mình dời được lên cái lầu 3 nè. Rồi ok. Tủ này cái tủ cùi, hai cái tủ xịn vô. Bây giờ mình sẽ dời một cái phòng quản lý lên, sau đó mình sửa một phòng lại thôi. Chỉnh sửa. Mở rộng ra hai ô nữa. Bảy hoa thôi. Ủa cái máy lạnh đâu ta? Bên độc nhất này, bản hướng dẫn, tủ đựng tài liệu công 10 thôi. Tủ đựng tài liệu này công 10. Bàn công sở, lối đi có rồi. Bàn này chỉ đặt được một cái thôi. Xong rồi bàn để điện thoại. Thiếu 7 điểm, làm vài cái nữa đủ rồi. Làm trang trí đi, nó đẹp. Rồi, level 3 tối đa. Vậy mình có thể là cắt giảm lại một ô á.
Cái điện thoại đang xoay hướng nào ta? Rồi, ok. Đúng đẹp luôn. Chuẩn cái văn phòng phòng ban nghiên cứu luôn. Của phòng này phòng gì? Phòng này phòng quản lý mà. Mình lúc nãy là có bao nhiêu phòng quản lý nè, hình như 4 phòng. Cô Lâm nè, Pepper King quản lý, đúng rồi, giáo viên mỹ thuật luôn. Sáu bốn phòng lắm, 4 phòng mới chịu nổi. Chết rồi, còn 16.000 à. Đây 97 đây. Rồi 4 phòng quản lý, phòng này là phòng 1, bán làm lại đi. Để nó đánh 1, 2, 3 mình dễ hơn. Chứ nó đánh số như thế này thì mình bó tay luôn á. Phòng đầu tiên của cô Lâm, sau đó mình copy ra 2, 3, 4. Rồi phòng thứ hai của người thứ hai, Tepperkin. Phòng thứ ba, 92 chuyên viên quản lý. Phòng thứ tư, 97 quản lý 2. Đây rồi, 4 phòng quản lý 4 người. Bây giờ chúng ta vô đây phân phối lại. Quả này, phòng quản lý 1 đâu, phòng quản lý 1 đây. Mình xếp vô đây rồi mình chọn mấy cái nâng cấp sau. Mấy cái này thì không liên quan đến học tập. Tới 100 nữa. Và cái đồ ăn đồ uống gì. Mấy cái này nó chỉ có 10 điểm thôi, không cái nào vượt qua 10 điểm cả. Khá là đơn giản. Ok, phòng quản lý đầu tiên. Rồi tới phòng quản lý số 2. Phòng quản lý. Cái này mấy vậy ta? Hai. Chữ nó nhỏ quá tôi nhìn không ra. Phòng nghiên cứu tí nữa, thêm một phòng nữa.
Hiện tại là 100 trên 145. Rồi ok, phòng số 2. Phòng số 3. Phòng này nó không có gì anh đó ta. Chín tám. Phòng này mới có 80 à. Gán đào tạo lên. Bức tượng là cái gì? Mấy cái này phòng học. Phòng học tôi muốn để riêng ra một bên á, nên mình bớt ra một cái phòng phát thanh này đi, tôi bớt người này ra nè. Tí nữa có một cái phòng nghiên cứu nữa thì tôi nhét vô đây luôn. Chừa một lót đây 5 điểm. Rồi ok, phòng quản lý này. Phòng quản lý 3 đặt mình đây. Rồi phòng quản lý thứ tư. Nhét hết mọi thứ vào. Hiệu trưởng khá là nhàn luôn á. Bốn con vịt luôn nè. Con thỏ. Con cá. Hai con động vật dưới nước, ba con dưới nước để gần nhau. Rồi, phòng này thì sẽ tăng vào cái giáo dục. Thể chất, nghiên cứu. Lớp học 30%. Cái này mình dọn rồi cái gì mà ở đâu hai cái khác nhau nè. À, cái này dưới 10 học sinh, 10 học sinh không cần. Tiền mình cũng không cần tiết kiệm. Rồi một cái bên này cũng vậy luôn, cũng tăng cái dạy học lên luôn, cái dạy học điểm khá là ngon, tăng cái quản lý lên. Tăng cái nghiên cứu luôn. Mấy cái này chọn trùng nhau thì tôi không biết nó có bút lên với nhau không. Phải xây cái bàn trợ lý bên trong cái cơ sở này thì mình mới kích được cái này lên. Khó nha. Chọn đại cái này đi. Cái này tiếp tục là dạy học thôi. Trình độ tăng 5. Trình độ tăng 5 thì không cần. Giảng dạy nè. Giáo viên bất mãn thì cũng chịu giáo viên thôi. Giảng dạy luôn. Môn tự nhiên á, chi phí thì không cần, giảng dạy luôn.
Cái này bậc 1. Cái này không có bậc 3 ta. Cứu đi. Rồi ok, phòng hiệu trưởng bây giờ có 25 mà quá nhẹ nhàng luôn. Tôi vẫn chưa một lót. Bớt ra một cái đi, bớt cái ra ngoài đi. Này cũng bớt một cái luôn. Để nhiều quá là giáo viên mới áp lực lắm. Rồi, ok hết rồi đó. Tiếp lại cái nữa. Mình đang cải thiện được thôi. Rồi bây giờ phòng nghiên cứu. Tiếp theo là phòng nghiên cứu. Phòng nghiên cứu hiện tại mình mới có hai phòng thôi. Đây nè. Tôi sẽ đưa qua đây hoặc là đưa lên trên luôn. Khó lắm nha. Bán hết đi. Cái này cộng 10. Được. Rồi, vui luôn rồi. Đơn giản vậy thôi đó. Không đủ tiền sao chép cơ sở, chết tôi rồi. Phá sản rồi. Ê, thiếu đèn. Có tiền xây đèn luôn trời. Rồi ok, phòng bên này. Bằng 6, bằng 8.
Rồi, xong hết rồi đó. Cầu thang ở đây, thiếu cái cầu thang bên này. Tiền lên vù vù. Nó làm gì đây? Kể nhau à? Để tao cho mày biết tay. Thôi đi. Trời ơi, nó này à, đuổi học một cái là đi hết luôn á. Không em nào ra làm đèn trời vậy ta? Thăm dò công viên Thái Dương rồi. Giáo viên chủ nhiệm, trình độ giảng dạy lên, quản lý lên, ok, đủ rồi. Mời nghiên cứu đi. Hiệu trưởng bây giờ chưa cần. Focus này cần nè. Focus đang là giáo viên hả? Tăng tới trình độ quản lý lên. Trả nợ. Tụi nó hay bắt nạt nhau ở chỗ chết rồi hết tiền rồi. Rồi ok, dẫn đậu. Lớp 1, 2 này còn thiếu vài đứa chưa đậu. Vẫn ổn, nó còn hai khóa nữa. Lớp 1, 3 này. 1, 3 này nó cũng gì luôn, đậu hết rồi. Nó học nghệ thuật buổi cuối nữa là nó đậu. Lớp này 1-4, cấp 1 nên nó cần học nhiều, vẫn ok. Có tiền mà sao không đủ kinh phí để đào tạo. 145 nè, quản lý lên rất là cao rồi. Mà ta này là giáo viên nghệ thuật hả? Tôi không có tiền đưa đi đào tạo thôi. Trường mình giờ cấp 8 rồi. Lại gì nữa đây? Xây cái thượng tình bạn ở đây cho nó bớt quậy thôi. Nó hay bắt nạt chỗ nào mình xây vô đó. Này xong nữa. Xây dựng nơi tham quan nâng cao nào cũng được. 50 điểm kiến thức môn xã hội học sinh.
tốn 500 điểm này. Thôi 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 thôi, này cũng xong luôn rồi, 500 điểm thôi, chừng nào thiếu điểm mình có thể boost bằng cái này. Còn đây thôi đi, tiền đâu mà chi. Gì vậy nè, thăng hoa cảm xúc thì đi vệ sinh đi, trời ơi. Mấy đứa cọc tính này mùa sau tôi không có tuyển nữa, 2 năm nữa thôi là tụi nó tốt nghiệp hết, là không còn đứa nào đâu. Em cứu rồi nào, đẹp như tranh vẽ à. Chín mươi giờ cũng tạm ổn rồi. 91 đầu bếp mà 91 à, có luôn cái chứng chỉ nó à. Tám ba sáu bảy mươi bảy 71. Ừ. 78. 71, 78. Lấy lục 10.000. Trời ơi. 10.000 đưa thanh niên, thôi lỡ rồi, vì học sinh của mình. Bếp trưởng canteen nên chỉ số phải gắn cao một tí. Hai bếp trưởng này tôi sẽ đào tạo lên. Cái gì nữa đây? Chuyển qua học tin đi. Michel Simon, học sinh năm 7, tốt nghiệp hồi 3 năm trước. Em nhận học viện An ninh, nó tặng cho mình hai món quà, một là cái hoa với hộp quà Tết. Rồi em nó tự vô mà làm việc cho mình luôn. Cũng được, chỉ số cao phết đó chứ, ngon. Chỉ số cao như thế này cho nó đi nghiên cứu luôn, một nghiên cứu nè, đang rảnh rỗi thằng này cũng cho đi nghiên cứu luôn, nghiên cứu luôn, ba người rảnh rỗi này cũng cho đi nghiên cứu hết. Nghệ thuật mà 77 này nó lại có một cái chứng chỉ duy nhất thôi, bên này 4 người nghệ thuật lận, thể chất thì thiếu. Nghệ thuật mà 77 thì chắc không cần giữ đâu. Sáu mươi bảy, 74. Hay là đuổi bên này đi ta. 77 với 80 thì xem nhau thôi. Nhưng mà mình còn dư một lót thì thôi bay đi, tiết kiệm tiền. Ba người đang rảnh này tôi sẽ cho vô một cái phòng ban nghiên cứu luôn, để đẩy nhanh cái tiến độ nghiên cứu của mình lên. Còn 6.000 tiền. Ok, ngon rồi đó. Phá 7 hả? Trường mình bây giờ là phá bao nhiêu rồi tôi không biết nữa. Thằng học sinh cũ của mình nó ghi là phá 7. Xếp game ra.
Đàng hoàng nó gáp gai báo luôn. Đốp này nó ồn. Giờ đây làm đèn lồng nè mấy em. Đừng ngắm tượng nữa. Bảy mươi lăm đầu bếp cùi bắp tám bảy à. Tám bảy bây giờ gọi là thấp rồi đó. 90 này thì được nè. 73 này thôi đi. 80 này cũng thôi luôn. 141 nè. Nhớ cái này lần trước tôi quên tuyển nữa. Giáo viên nghệ thuật 141 là phải bắt rồi. Còn nó nhiều. Nó càng gần cái số này nó càng chậm. Thôi không cần đâu. Đào tạo thanh niên 141 rồi đi. Trình độ nghiên cứu khủng khiếp luôn. Phải, nhưng mà phải đào tạo cái trình độ quản lý lên. Ít nhất cũng phải là lên 50-60 á. Bây giờ cho vô cái phòng ban nghiên cứu nào đây. Alex Guy này hơi thấp. Michel 46. Thanh niên này 36 nhưng mà có khả năng quản lý. Quản lý nghiên cứu của mình lên ngàn luôn đó. 1.6. Tối hồi nãy tôi nhớ gần xong cái này mà ta. Hay là mình xây đi xây lại nó bị lỗi. Chỗ này không ai dọn dẹp rồi. Phần code này giáo viên chủ nhiệm á. Lên trình độ giảng dạy. Nhóm này sắp xong đó nè. Tám mươi chín giáo viên nghệ thuật. 81 bắt về là đi dạy luôn được á. Bán hàng 83 có chứng chỉ. Được 83 mà có chứng chỉ là được đó. 58 61 bắt về cho đi bán luôn. Tốn tí tiền nhưng mà sau này sẽ đào tạo nên nó ngon hơn. Nhân viên bán hàng của mình đang rất là yếu. Bây giờ sa thải ai đây? 48 55. Sáu mươi ba này còn lên được. Nhưng mà 48 này hết khả năng rồi. Bắt nạt gì bắt nạt hoài. Có tiền thôi.
mình cho đi đào tạo luôn. Quá trời mấy đứa này. Chậm 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 đó. Sắp hết tuần chứ ta. Rồi, hết bữa nay nữa là trời chiều nè. Ngày mai là tụi nó bắt đầu thi rồi, mình kết thúc năm học đầu tiên luôn. Bây giờ mình thả đèn cái nè. Bán không đủ 30 đèn trời à. Trời ơi, đúng cái ngày mình vô đây thì nó lại không có tắt được cái này luôn. Hệ thống tự động luôn. Được, 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 được. Thì mình load lại ngay cái khúc đó. Đủ 30.000 thì đó. Thấy chữ hệ thống tự động lưu dưới đây là thấy hay rồi đó. Đúng không? Đúng luôn. Đúng. Ủa, 7 giờ sáng hả? Ủa? Hả? Mấy đứa này bị bệnh với muốn đi vệ sinh sao nó không đi ta. Nghiên cứu 1.000 điểm mà nó còn báo lỗi nữa. Bảy mươi chín thà lấy 89 còn hơn. Bảo vệ này 90 lận, mình sẽ thay cái bảo vệ cũ luôn á. Bây giờ lấy bảo vệ về thay bảo vệ cũ luôn nè. Giáo viên chủ nhiệm tăng tí trình độ quản lý lên. Hiện tại thì chưa đuổi việc cái nhân viên cũ đâu. Này bậc 2 hả? Tí nữa tôi đưa lên bậc 3. Bậc 3 lên có 10% gì thôi đi, không cần. Đây, mới đây. Trời ơi cái lớp toàn là mấy đứa hệ cộc tính này không à, nhìn khó chịu, đúng khó chịu đó. Mùa sau là tôi không có tuyển nữa, không có tuyển cái bên phố nhà giàu nữa, dù bao nhiêu tiền thì nó cũng vậy thôi, nó bắt nạt khi mà nó um sùm quá. Mấy đứa này đi vệ sinh đi nè. Nhà vệ sinh mình xây ngon nghẻ vậy mà không đứa nào đi. Thêm đèn trời nữa mấy em ơi.
Chết rồi. Làm liền giờ đi mấy em. Nhân viên nghiên cứu. Cửa kinh doanh, nghỉ ngơi, sập đồ ăn, mở cửa kinh doanh. Mẹ ghé đây làm liền giờ với mấy em. Cái ô này nó khác khác gì? Giờ đây chơi cái này này à. Nội đất vệ sinh rồi, bây giờ là ăn uống ổn nước.
Gần đủ à? Chưa đủ đâu. Cái gì đây? Không biết cái gì hết. Thiếu khoảng hai cái nữa. Hai đứa này nó làm cái nữa là xong. Tiếp tục cho đào tạo luôn. Cái này đi làm đèn trời cho thầy đi mấy trò ơi. Làm đèn trời nè mấy trò. Đừng có bắt nạt bạn nữa, đi làm đèn trời đi nè. Rồi, chắc đủ 30 cái chỉ tiêu của thầy rồi đó. Ok. Nếu cần mấy trò làm nữa. Mấy cái này thanh lý luôn, đúng không mắt. Cố lên mấy học trò ơi. Quá ngon. Điểm tối đa hết luôn. Quá kỹ thuật. Rồi nè, chấp luôn một vàng ở dưới. Ngày 4, ngày 1. Còn ngàn hết. Thưởng 200 ngàn. Ngon rồi, mình sẽ đầu tư vô cái khu phố nữa. Mình nên đầu tư vô khu phố, khu nhà hát. Hoặc là phố sỏi đá. Phố sỏi đá này theo mình từ đầu rất là lâu luôn. Ủa không phải. Ba phố này, nhà hát, sỏi đá với kiện khang. Mình sẽ đầu tư vô một trong ba cái đó. Rồi, Tết Trung Thu ok luôn. Điểm cống hiến đã được mở khóa. Đây. Quá trời thư có mấy hiệu trưởng rồi. Chúc mừng với gì. Nguyên tỷ. Bây giờ phá nó tốt nghiệp hết rồi nên cũng khá buồn. Ưu tiên tài năng đi. Tài năng như thế này thì nó sắp tốt nghiệp rồi nó đâu có thể hiện được. Nên bây giờ chắc ưu tiên thực lực. 17. 42. 72. Mười bảy. 12, 13, 14. Tuyển mấy đứa lớp 1 á. Mình đâu có lớp 1 đâu. Tuyển mấy đứa lớp 1 vô á, thì sau này nó lên cấp 3 nó thi đấu được. Bên này nó cũng tốt nghiệp mất rồi. Lớp 2 được nè. Thằng này là cái gì ta? Được nuông chiều không sao. Được nuông chiều thì cho nó hội trưởng được. Chứ nó cọc tính là tôi đéo bao giờ cho đâu. Nhiều đứa rồi đó. Cái này tôi sẽ đưa lên level 3 luôn. Hơi rộng quá không?
Ủa sao cái cửa này nó kỳ vậy nào? Túi ngủ. Bạn máy tính xem đây nằm méo gì. Còn phản là 12 điểm nữa. Cái gì? Bàn để đồ. Bàn để đồ. Chắc xây thêm cái máy luyện tập không có nghĩa nữa. Bớt cái này đi. Thì là cái sân khấu cỡ nhỏ phải đặt trong này á. Mấy này tạm thời bán hết đó. Bàn thao lửng rồi, ok. Như thế này mình còn phải xây thêm khá nhiều thứ nữa. Đầu tiên thì cộng 5 cộng 3 cộng 3 cộng 3 rồi cho mấy cháu nó tập piano điện. Ban đầu tính bao nhiêu đây là hơi chật, cuối cùng là bao nhiêu đây lại không đủ luôn. Xây hai cửa luôn. Cho lên bậc 4 luôn á. Cố gắng đầu tư hết.
cho tụi nhỏ này. Mình còn khoảng là ba mươi mấy điểm nữa thôi, nên mình tí trang trí là được. Trang trí thì lại dán cái này lên thôi. Còn 6 điểm, 6 điểm dán tấm áp phích người nổi tiếng. Rồi. Trời, nó còn cấp 5 nữa. Thôi 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 thôi. Hồi học sinh bây giờ tụi nó tốt nghiệp hết rồi. Cấp 8. Đồ nãy ý tưởng được, hội trưởng là phải gì? Hội phó quá đỉnh luôn. Toàn nữ không như ta? Được. Bốn đứa lại tóc bốn màu như mấy học kỳ trước nữa. Nào. Bốn đứa này tóc bốn màu nữa. Bây giờ bây giờ mình phải xây lại mấy khối lớp 1. Chúng thang là sao? À, lớp 11 này chưa có nè. 11, 12, 13. Phải 4 lớp nha. Khối cấp 3 này thì tôi đưa lên đầu 3 luôn. Đó. 31, 32, 33 chứ. Một ba hai đó, 31, 32, 33. 33 này bị gì á? Thiếu điểm khoa học. Rồi nó bị cái lỗi như lần trước nó gì rồi. Rồi bị cái lỗi như lần trước luôn. Dạy cỡ nào nó cũng không lên đó. Bị bớt nặng rồi. Cao đẳng tài chính SHA. Rồi, gì vừa đủ đậu, phải thì. Cao đẳng tài chính SHA. Giáo trình
1 1 2 1 3. Rồi, mình sẽ nâng lên lớp 1 4. Ok, 4 lớp. Như cũ, lớp 1 này lớp chọn, lớp thường, lớp nghệ thuật và lớp thể dục. Chọn thường, nghệ thuật, thể dục. Lớp chọn trước. Mình sẽ xếp cái lịch học phố đất đen nó lên lớp 21 thì nó sẽ là lớp 11. Tiếp theo phố Thành Bạch lên lớp 21 thì nó cũng là 11. Tư Mạc 21 thì cũng là 11 luôn. 23 thì nó sẽ là 13. 22 thì nó là 12. 2. 14. 14. Bây giờ giáo viên cái lớp này 14 là từ 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 14 là khu nhà hát, là học viện điện ảnh nè, là nó thiên về nghệ thuật nè, sỏi đá này cũng 14 luôn, cũng là nghệ thuật luôn. Vậy là giáo viên thiên về nghệ thuật mình xếp vô lớp này. Chết là giáo viên đi đâu giờ này. Rồi thiếu giáo viên trầm trọng rồi nha. Giáo viên xã hội. Thiếu ba giáo viên luôn. Không, giáo viên này. Giáo viên xã hội. Giáo viên xã hội luôn. Giáo viên xã hội luôn. Thiếu người, thiếu người. Thêm một giáo viên thể chất và một giáo viên nghệ thuật nữa. Nghệ thuật bên này có hai người thì hai người đi nghiên cứu, một người đi quản lý này, khổ. Hai người này cũng đâu có giảng dạy được đâu, chỉ số thấp quá. Đây, giáo viên nghệ thuật 8 điểm ông Cốc ơi, ông Lượng luôn đi. 89. Tự nhiên có 74 mà lại 3 điểm quản lý thì cũng không cần cho mấy. Thử rồi, giáo viên nghệ thuật chứng chỉ bậc 3, tìm kiếm. 4 thì thấp quá, 5 thì cũng không cao được nè. Chỉ số quản lý hơi yếu, lấy về là phải đi đào tạo á. Quá ngon luôn. Giáo viên nghệ thuật. Đây ảnh đi đào tạo lần là ảnh về là ảnh đủ rồi. Bên này thì kiếm một giáo viên thể chất nữa. Thể chất đúng là cần ít nhất một người nữa, bắt buộc rồi. 57, 75. 75 giờ thấp lắm, mình yêu cầu cao. Tám mươi, 80 cũng hơi thấp nhưng mà lấy lại đi, gọi nãy giờ mười mấy lần rồi. Cái phòng bảo vệ của mình thể chất thì bên này đây, rồi hai người rảnh đó để mà đỡ áp lực công việc. 32, 67. Bye bye luôn. Rồi ok.
Sao cơ? Vì lý do gì chứ? Vì tối ưu tiền bạc chứ lý do gì nữa? Học sinh mình có 163, chuẩn bị tuyển lứa mới. Giáng sinh hay Halloween? Giáng sinh thì thôi, Halloween vui hơn. Giáng sinh mình còn 2 cây nè. Lớp 1-4 chưa có lịch học á. Ủa mấy cái này nó xếp sao vậy ta? Lớp này lớp chọn, lớp này lớp thường. Còn sao lại chống ba lót như thế này? Lớp này là thiên về cái gì? Nghệ thuật. Nghệ thuật ngay dòng cuối. Nghệ thuật dòng đầu. Rồi, ok. Wow, ổn áp luôn. Bi chân gamer. Rồi rồi, ông này tên gamer thiệt luôn hả? Quá ngon. Rồi, kỹ thuật. Bây giờ chúng ta tiếp tục xây là nhận điểm cái nào. Xây mấy cái lễ hội cho mấy cháu nó. Nội thất lễ hội nè, cái Halloween đó. Ừ, đèn kia xịn hơn chứ. Ê, bấm bảy bán mất cái tượng của tôi rồi. Bia đá này để làm cái gì? Bia đá đi trang trí, chờ để tương đề mai cả. Rồi, ok đó. Chúng ta bắt đầu thôi. Bây giờ không có lo cái chuyện mà tuyển sinh đó, tự động nó vô hết luôn rồi. Cái bố cá tính này không có tuyển luôn. Bây giờ đào tạo cái nhân viên bán hàng đúng không? Cô Lâm lên 155 rồi, cho Nia lên quản lý đi, nghiên cứu đi. 1 ngày 2 lên 131 được à. Thăm dò đi, đang thăm dò rồi. Mình nên cho học sinh đi đâu đây? Đi chơi công viên đi, lớp 11. Mát luôn. Một trăm ngàn vẫn không xi nhê gì hết. Trăm năm chục ngàn thì được hết. Khoảng 120 ngàn. Để tôi xếp lại cái thì tôi trao đổi thử coi. 120 ngàn quá không?
120 ngàn trao đổi bên ông này. Trăm ba chục ngàn vẫn không đủ. Hai trăm ngàn vẫn không đủ luôn. Khiếp gì đó hả? Trời ơi, 200. Phải đấy. Nhưng mà mình cần cái giáo viên thể chất hơn. Khiếp. Đáng đồng tiền bát gạo luôn á anh em. Đúng đáng đồng tiền bát gạo luôn. Bên này nó thiên về thể dục thể thao nè, nên cái khu màu xám là cổng Tây Bắc. Công Tây Bắc, công Tây Bắc của trường nào? Đây 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 đây, nãy là nhiêu ta? 135 ngàn, 135 ngàn dư 115 ngàn thì không, 125 ngàn, 130 ngàn đó. Thế thử bên này về á, trong này giáo viên tự nhiên á vẫn 200 điểm luôn nào. Được, lấy hôm này được, quá đỉnh luôn á. Cho làm giáo viên chủ nhiệm của cấp 1 lớp 1 luôn, 1-1 lớp chọn. Thầy này vô thôi rồi, xuống dách luôn mấy em ơi. Thầy này gánh tem toàn tập luôn. Đâu rồi ta? Nhân viên. Sao có 100 hả? Đổi. Edison. Chết rồi, thầy này có thẩm quản lý không? Trời ơi, trình độ quản lý có 8 à. Đấy, nâng lên, nâng bi thầy lên. Xong cái bài phát biểu này thì chắc tôi nghỉ ở đây. Đợt này video ngắn thôi. Game này nó khá là gây nghiện. Nghiêm túc thì cộng 10 điểm á. 15 điểm. Bàn về trường lớp, không có bàn về giáo viên. Khen ngợi, luôn luôn là gì? Nó mặc đồ rồi, nào đâu quen rồi. Chọn cái nào nó cũng mà trừ 5 điểm đó cho nó. Thất vọng thì nó làm sao ta? Vì cái này cộng 5 nè. Được. Thì nó đỏ, nó tăng động như mà Son Goku của dành rồi. Suceya Kakarot. Đi, lần này có khi đường trăm luôn hả? Đó. Tăng động 123 đứa, tăng mạnh thế lực. Được. Anh em nhớ cái bài phát biểu này chưa? Mình tay lên.
Đó, phá này là đầu tiên tiêu biểu. Quá ngon. 250 học sinh nữa. Cái nghiên cứu của tôi như thế này rồi mà nó còn chơi nữa. Ủa sao ma lết qua vậy này vậy? Bảy ba năm bảy ba sáu cho Alex bài làm đi. Sao chứ gì bắt nạt nó ấy à? Không, nó chơi à? Mặc đồ bây giờ nó chơi thôi. Đùa nghịch cái đéo gì như thế này, bạo lực chứ gì. Đợt này học sinh của mình nó ngoan hiền hơn đó. Cho mà Edition của chúng ta quản lý 10 tối đa là 10 à, nên được 58 cũng đủ rồi. Thiên tài nó phải khác bình thường một tí, anh em thông cảm. Sao lớp có mấy móng vậy nè, lớp này không có ai luôn là sao? Bếp trưởng thôi quỷ rồi. Tăng tí quản lý lên đi cho nó an tâm, vài ngày nữa là xong chứ gì. Còn nghiên cứu cái này lâu dữ ta. Ê, mình còn thiếu cái sân bóng. Sao bạo lực học đường hoài vậy? Tuổi này năm 2 nè, lớp 2 nè, là bên cái mà bên cái học viện an ninh nó qua á, là nó mới bố láo gì nè. Còn trăm mấy ngàn tiền chắc tôi đầu tư lên vốn đất đen này, đầu tư 4 sao không đủ, 4 thanh thạch này đầu tư 4 sao cũng không đủ luôn. Cái này phố Maxwell á. Nó học giỏi. Đầu tư. Phố này nó chăm học. Có 2 điểm thôi, trời ơi. Phố Maxwell hồi nãy là gì ta? Chết thư cảm ơn phải không? Không, nói ghen tị với mình thôi. Bữa sao trời lạnh? 10 độ. Phố Maxwell của mình. Bây giờ có nên xếp nó vô lớp 1-2 không? Lớp 1-2 lớp thường, tôi sợ vô lớp đó thì nó học không đủ á. Lớp 1-2 này nó học hơi bị loạn. Rồi ok. Phố mạch queo thì sau này nó sẽ vô đây. Lớp này thì hình như là không có hội họa. Bốn đứa.
năm nữa. Nãy tôi tính làm gì nữa ta? Năm mươi chín à? Nhân viên này bây giờ xã hội thì hơi thừa đó, chỉ số này cũng thấp nữa, bên này cũng thấp luôn nè. Lớp 33 năm chín à? Năm chín thôi, bye bye rồi. Coi đường ngoài tuyển dụng giáo viên rồi, 92 giáo viên xã hội, lấy về thay em kia luôn được á. Mình đang cần giáo viên nghệ thuật, của giáo viên thể chất, quản lý 69 quá thấp, bán hàng 101, bán hàng 101. Mà không có chứng chỉ nha. Bán cửa hàng tạp hóa hình như là không cần cái chứng chỉ. Bán cửa hàng tạp hóa thì đâu cần chứng chỉ đâu. Không cần quản lý à. Không cần chứng chỉ, ai cũng làm được hết. Vậy thì mình tuyển luôn. Năm 18 liền rảnh. Này 50 à. Nhưng mà hạn nó là 63 lận. Rồi thôi bye bye em. Hơi mệt thì cho nghỉ ngơi. Hồi hộp sức khỏe nha. Này sắp được 175 điểm nữa. Còn lâu lắm, cái này gần 2.000 điểm nữa lắm. Lâu. Sao cái này cứ học xong là nó quay lại vậy? Bị cái gì bị hoài luôn á. Cứ gần xong là nó quay ngược lại nãy giờ 2-3 lần rồi nè. Thiệt tình. Bị cái lỗi bớt rồi. Thôi thầy năm mấy được rồi. Mình đào tạo nhân viên bán hàng 200 điểm rồi, không biết có lên nữa không ạ. Chút nữa tôi đưa thầy đi đào tạo thứ hai. 75. Chủ cửa hàng 75. An ninh này 55. Tôi đưa thầy đi đào tạo luôn. Thử rồi. 200 mà lên được nữa là khủng khiếp lắm. Vẫn đi được nè. Mia đi luôn nè. Nghệ thuật. Mình cần giáo viên thể chất không? Này có một bạch à. Chết rồi, không có giáo viên thể chất nào ngon ngon như vậy. 80, một bạch. 73, ba bạch, đốt. Nanki thon ton. Bơi kìa. Một làng này là bốn người. Ủa? Trời ơi.
Hồi bữa tôi bấm lộn lên nó mất hai làn luôn, một làn này bốn người, hai bốn sáu, 6 x 4 nhân 24 không đủ, một làn là 4 người mà phải 8 làn mới được. 8 làn. Từ hôm nào vậy? Hôm nay. Mười chỗ, 40 chỗ đủ, ok. Mình còn thiếu có mấy cháu nó một cái sân nữa. Siêu thị trong trường, cửa hàng đồ ngọt, quần tắm nữ. Cái này là cái gì? Không biết. Dạng hình như cửa hàng cái gì đó anh em ơi. Xây thử coi. Còn thiếu cái yêu cầu này 4 chữ nữa, chắc cái này quá. Phòng này thì nó giống cái phòng trà đạo không? À đúng rồi nè, ngon 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 ngon, cơ hội kiếm tiền đó. Rồi tí nữa tôi farm 2 vòng nữa coi có là nhân viên bán hàng không, trung tâm giới thiệu việc làm nhân người bán hàng có chứng chỉ buôn bán cấp 6 chinh lầm quốc. Đây khu này đợi tôi xây một cái khu thể thao nữa, xong 2 cái này là nghỉ à, nãy giờ nói hoài à. Tư vấn tâm lý, tấm nam y tế, piano, điêu khắc, học học học. Nè mình thiếu phòng này nào phải không? Không, cái phòng này sân tennis này, sân 4 bàn rồi, sân bóng với sân bóng chày. Thấy anh em thấy cái khối cấp 1, cấp 2 giờ nó ngoan không? Cái khối cấp 3 nãy tôi đuổi hết rồi đó. Cái gì ông bên trên là tự nhiên ra đây đứng gì vậy? Cái này cái giếng này thần kỳ lắm. Có gì tôi mua luôn cái khu đất dưới này nè, khu này mình xây thể dục thể thao thôi, có gì sau này mình dời khỏi khu này cũng được. Khu này nó có bán nữa nha, 154 ngàn. Khu này thì khoảng 100 ngàn, hơi nhỏ nhưng có cái đường biên này. Khu này thì nó rộng hơn, còn thôi mua khu bên đây. Khu bên đây thì có 50 ngàn thôi, khá là rẻ. Dời hết cái nguyên cái bầy thể thao này xuống đây luôn nè, dời luôn mấy cái này nữa nè, mấy cái sân này dời dưới luôn.
3.300. Thôi, không. Xây lên một môn nữa. Cái này giáo viên giảng dạy 84 được rồi, quản lý lên hai cái nữa đủ. Còn làm gì nữa không ta? Tuyển dụng, tuyển nhân viên bán hàng với xây cái kia nữa. Xã hội tự nhiên chưa cần. Người bán hàng 80 mà không có chứng chỉ. Đào tạo nâng cao nhận cái này phòng học đây, cái phòng mới nè, 9 ô hả? Ai đây xây 9 ô bao giờ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 ô. Cái phòng này nó không cần cửa hết. Ủa, cái lối đi ở đâu? À, lối đi ở đây. Độc nhất, cái này không 10. Cái này cũng không 10 luôn. Rồi, vừa đủ bậc ba luôn á, quá đẹp luôn. Còn lại là ánh sáng. Bán mình sẽ bán cái nào ở đây? Cái này là cái gì? Giải trí. Bán chè, bán trà. Tạm thời mở hôm nay coi thử làm sao đã. Ôi ôi.
lại đóng, không có lối đi. Nội thất cửa ra vào, xây dựng, nhiệt độ, máy lạnh, máy sưởi, chấm than là cái gì? Rồi từ từ lên rồi đó, có máy lạnh, máy sưởi rồi. Bây giờ trang trí, có mấy cái vách ngăn. Để này xấu lắm, không muốn để đâu. Mình thiếu phải ban 35 điểm nữa, nên xây cái gì cho nó đẹp đẹp. Chanh, đúng rồi, cái chanh nó rất là hợp với chỗ này. Đúng, đẹp luôn, ánh sáng cũng đủ luôn, vừa phải, quá chuẩn chỉ. Bây giờ mình đi tìm thêm nhân viên bán hàng nữa, mình làm cái kế bên luôn. Thôi, tạm thời vô đây trước cái đã. Tôi coi tình hình sao. Cửa, cửa ở đây, sao chỗ này nó trống lỏng vậy ta? Học sinh nó muốn đi ra đây, một phải đi đường này, hai đi đường này. Tôi sẽ cố gắng thêm một cái đường đi ở đây nữa. Cái này là cái phòng trà của mình á. Không, ở đây có đường này, quên, ở đây có đường này. Đó, đẹp đẽ lại đàng hoàng. Cái này mới bậc một nè, thì phải cải thiện thêm nè. Chỉnh sửa, mở rộng ra thêm. Ô, ở đây.
cũng thông đúng không? Ừ? Cái này còn 30, này còn 3, coi sao cái méo được. Trăm 75, trang trí thêm tiếng nữa là được. Ba điểm nữa, ba điểm nữa, cộng một, cộng một, cộng một. Rồi ok. Con bà nó không quay đúng chiều được à. Một, hai, ba, bốn, năm. Cái này bán bốn cái này. Thêm cái nữa. Ok. Quá giờ mấy đứa này. Sáu mươi ba, chín bốn, chín hai, trăm lẻ một, bảy lăm. Đây, chín lăm đúng không? Lên tám lăm. Rồi bán buôn được cái gì không nè? Anh thấy ai vô trên vậy? Ấy giữ gì trời? Hai ba bốn năm, bốn trăm năm ba,
ba. Thấy quá. Được cái bánh táo hả? Đang hướng tiện mới thụ nhân. Cái ông đó ông hiệu trưởng mà. Đây nè, ông hiệu trưởng mà. Một chậm ngang. Mỗi ngày có 800 thì không sao. Ông đó ông hiệu trưởng mà ta. Ủa cái ông đó giáo viên ưu tú gì á trên bên mà trường bên kia đó. Giáo viên ưu tú trường bên đây cái gì này không? Còn 60.000 à, thử à. Không đủ. Vậy là tốn 100.000 tiền hôm kia đi. Cố lên. Rồi, hôm nay nghỉ ở đây ha. Có thời gian đi chơi tiếp. Sửa mới luôn. Gọi là 240416. Cứ cách 2-3 ngày để chơi 1 lần. Rồi, ok, bye bye anh em. Game này càng chơi càng cuốn. Rất nhiều thứ để mình làm. Mặc dù tôi gần tới giai đoạn cuối là sắp coi như là sắp phá đảo đó, nhưng mà vẫn còn rất thú vị, nên vẫn còn nhiều thứ để mình chơi. Anh em thấy trường của tôi nó xanh sạch đẹp không? Đó. Rồi, ba anh em. Có thời gian tôi vẫn tiếp tục chơi game này. À, mình đục ở chính giữa nhìn xuống nó rất là nghệ thuật nè. Bây giờ tôi không có tiễn cái bên kia nữa nên không có tiễn bọn phố cá tính này nữa. Phố này ít chúng ta. 200 ngàn không đủ tiền. Bây giờ tôi nghiên cứu mà cũng luôn học sinh ở bên này nè. Bốn chỗ này mình gom hết rồi. Bên này thì chưa. Do chưa có cái sảnh ký túc xá, có cái sảnh thì sẽ mở một lớp thể dục thể thao nữa. Cái này không, cái này tuyển được nè, lớp băng này cho vô lớp chọn được nè, hai lớp này mình cho vô lớp chọn được luôn. Nguyện vọng nó tới năm sau nữa, khó khó năm sau khó lắm, chưa chưa có tuyển thì sẽ tuyển cái lớp này. Chuyên về thể thao, thể dục thể thao gọi là nó giống cái thời khóa biểu của cái khối lớp 2 của mình á. Lớp 4, lớp 3 chứ. Lớp 3 chuyên về thể thao nè. Đó. Ủa cái lớp này chuyên về nghệ thuật chứ. À không, chuyên về thể thao. Nhưng mà sao nghệ thuật của nó học 4 bữa nó lên 200 điểm rồi đó hả? Ôi trời ơi. Tụi này là thiên tài. Nên nó chỉ học 4 bữa này nữa là nó lên cái kia luôn. Ừ, được rồi, mình sẽ ưu tiên tuyển cái chọn, tuyển chọn thêm cái chỗ này. Đây đây có cái sảnh ký túc xá mà tôi bị cái lỗi bết gì á, nãy giờ nâng cái này nâng hoài luôn không biết bị sao nữa. Bây giờ nghiên cứu của mình lên tới 1.001 luôn nè, vượt cái chỉ, vượt cái tiêu chuẩn 500 này rất là nhiều, nhưng mà nó bị cái gì á, nó cứ lên rồi nó tụt xuống hoài à. Chứ ký túc xá này đây nó chỉ có tốn có một ngày thôi, nhưng mà tôi muốn ưu tiên giáo dục hơn. Rồi, ok ba anh em lên kế hoạch trước cho cái buổi chơi lần sau.